quần áo mới nhà ông chú mới về nhá. Đây bộ này đẹp này, kính nhà ông chú mới về đây. Còn vào sâu trong này nữa nhá, chú sẽ đây chú review mặc vào phong này mới về nhà chú này. Một này toàn những cái đồ mới phố hot mà các ông cháu hiện nay đang thích đây nhá. Đây là đấy review một áo phông trước cho các ông cháu. Ông cháu mà ưng khoan nhá, nhìn sang gặp ông chú nhá. Đấy, Hà Đình xin khoan nhà ông chú đấy. Hôm nay là chỉ review áo phông cho các ông cháu thôi. Đấy, đưa cho ông cháu xem một số mẫu áo phông, tí nữa thì chú lại về cắt tóc như bình thường các ông cháu ạ. Bây giờ là review cho các ông cháu coi phố tí quần áo cho các ông cháu mặc đi biệt đấy. Họ đi chơi 30 tháng 4 ấy, sắp đến rồi đấy. Nhanh lắm các ông cháu ạ. Không bốc nhanh bọn nó bốc quét thì đừng bảo là chú không bảo các ông cháu. Trước thì để bây giờ bọn cháu hết đồ rồi bọn cháu mới biết. Ok chưa? Đấy, cho các ông cháu xem hết những các cái mẫu áo mới nhà ông chú này. Đấy. Đẹp lung linh luôn. Nè. Ok chưa? Cho các ông cháu xem một loạt mẫu quần áo. Bây giờ cho các ông cháu xem mẫu quần đùi nhà vợ nhỉ. Mẫu quần đùi nhá. Đây cho các ông cháu xem sơ mi cộc nhà ông chú này. Đẹp mê ly luôn à. Anh vào mua hàng ạ. À. Anh đợi em tí nhá. Anh đừng lùi ra đây. Anh đứng ra đây cho các ông cháu xem. Anh thích hàng boy phố hay là hàng mình áo sơ mi này. Sơ mi đây. Đây đây sơ mi đây anh xem đi. Thoải mái luôn đi. Sai thôi à. Đấy thì nữa đây này. Áo này sơ mi cộc thôi. Được rồi thì em có đây có mẫu này đẹp này. Ở đấy đây, anh thích thì múc luôn đây nhỉ. Đây lấy luôn cái này nhá. Anh lấy cái đấy đi. Cái này size S đúng không? Ừ, cho các ông cháu. Ông anh to như thế size S mặc chật đây. Đây, sơ mi đây. Rất nhiều mẫu này, anh cũng thích sơ mi này à? Trong anh phải đến 45 tuổi rồi nhỉ? Anh phải 50 tuổi rồi. 50 tuổi nhìn trông trẻ đấy. Như 25 đúng không? Anh đã có người yêu chưa? Anh có người yêu chưa? Anh một vợ hai con rồi. Một vợ hai con chưa có người yêu gì? Đố. Thì em giới thiệu cho anh con Huyền Ổi ngõ nhà em hơi bị ngon luôn. Được luôn. Đôi mắt nó tây nhưng mà mồm hơi vẩu đôi được không? Nhưng mà không? Thì đây lạnh. Nó tắt mặt rồi. Đây. Em nói trước thì anh cứ múc đi thì em giới thiệu cho anh Huyền Ổi. Đây. Nói ba cái này vào nhé. Ba cái này à. Áo cốc tay sao này. Áo thơm này. Của anh hai con này với con 800 củ 6 này. Con này 800 nữa. Củ 6, 2 củ 6. À củ 6 với cả 800 là 2 củ 4. Của anh 2 củ 4 nhá. Gói vào xong rồi chuyển khoản. Gói luôn đi. Ok được rồi. Gói con mấy con này vào nhá.